bực bội, trông về cha con. Tuyên bảo dưới không bao giờ chịu nghe. Chỉ được có một tí thôi. Chết rồi. Chỉ mà Tuyên bảo dưới không nghe, rồi chỉ được có một tí là răng. Đúng rồi chính à. Bà khi mà anh nói, anh chỉ hẳn nghe được một ngày chứ. Nani? Được 5 phút, 10 phút, 20 phút là cùng. Đưa tiền cho đi chờ thì chưa đi đến chờ đã hết tiền rồi. Mí bị hấm à? Được 5 phút, 10 phút là máy lắm rồi. Đói đói được cả ngày. Ai mà bay cho anh được cả ngày. Trời ạ. Anh sáng nhà hàng xóm mà học hỏi. Bực quá tôi sang đòi nhời. Tôi chỉ nghe ông nói đúng có một câu thôi là hẳn nghe cả ngày rồi. Con ánh nhá, chỉ được cái vô tích sự thôi. Nhìn chứ mà nhìn nữa. Lo dọn dẹp rồi học bài đi. Thử nghe lời bố mẹ một ngày, ngoan một ngày cơ mà.